Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc bốc mộ sang cát trong cái tháng 10 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái việc bốc mộ cuối năm là một nghi thức tâm linh quan trọng trong cái văn hóa truyền thống của người Việt. Để thực hiện với cái mục đích là tôn trọng những người đã khuất và mong muốn đem lại cái sự bình yên thịnh vượng cho gia đình. Cái việc chọn ngày bốc mộ, đặc biệt là trong tháng 10 âm lịch ấy, nó sẽ mang lại cái ý nghĩa lớn về mặt tâm linh và phong thủy, đảm bảo cho sự việc bốc mộ nó diễn ra được suôn sẻ và mang lại cái phúc đức, phước lành cho cả gia đình. Cái việc bốc mộ ấy, thứ nhất là nó để gì? Để tạo nên, tức là nhằm cái thể hiện cái sự hiếu kính với tổ tiên. Cái bốc mộ cuối năm là một cái hành động thể hiện cái sự tôn trọng và quan tâm đến những người đã khuất. Theo quan niệm về dân gian ấy, thì mộ phần được coi như là một cái ngôi nhà cuối cùng của người mất. Do đó, cái việc bốc mộ để chăm sóc, sửa sang cho ngôi nhà ấy nhằm tạo điều kiện cho những người đã mất có nơi yên nghỉ sạch sẽ và khang trang hơn. Thứ hai là người xưa quan niệm rằng cái sự yên nghỉ của tổ tiên cũng có ảnh hưởng đến cái phúc khí và cái sự bình an của con cháu sau này. Cái việc bốc mộ để sắp xếp, cải tạo lại cái mộ phần cũng sẽ giúp gia đình được ổn định và vượng khí hơn, tránh các xung đột về long mạch hay là các vấn đề về phong thủy không tốt. Bên cạnh đó, theo tín ngưỡng thì cái việc bốc mộ cũng phải mang cái ý nghĩa giúp cho linh hồn của những người đã khuất ấy, dễ dàng được siêu thoát, được chuyển kiếp hoặc là được tái sinh trong cái hoàn cảnh tốt hơn. Cái điều này nó tạo ra cái sự an tâm và cảm giác nhẹ nhàng cho những người thân trong gia đình. Lý do để chọn bốc mộ trong tháng 10 âm lịch thì chúng ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là để tránh cái xung đột với khí hậu cuối năm. Thì cái tháng 10 âm lịch ấy, nó là cái khoảng thời gian khí hậu ổn định, không quá lạnh cũng không quá nóng. Cái điều này nó thuận tiện cho cái việc thực hiện các nghi lễ bốc mộ, tránh được những cái nguy cơ về thời tiết bất lợi như là mưa lớn hoặc là rét đậm vân vân. Cái yếu tố thứ hai là gì? Nó đảm bảo cái yếu tố phong thủy. Trong tháng 10 âm lịch thường nằm trong cái khoảng thời gian giữa mùa đông và mùa xuân ấy. Vậy nên nó là mang cái tính thủy. Theo phong thủy thì cái việc bốc mộ vào cái thời điểm này nó cũng sẽ giúp cho việc cân bằng cái yếu tố âm dương và đảm bảo cái sự hài hòa trong cái việc điều chỉnh lại cái long mạch. Ngoài ra, nhiều ngày trong tháng 10 ấy, nó cũng là ngày tốt được chọn vì để làm việc âm ấy, nó cũng sẽ thuận lợi hơn, tức là phù hợp với việc xử lý công việc liên quan đến tâm linh và linh hồn, mộ phần vân vân. Bên cạnh đó, chọn ngày tốt vào cái tháng 10 âm lịch chúng ta cũng sẽ tránh được những cái thời điểm xung khắc. Nói chung ấy, cái ngày tốt tháng 10 âm lịch nó cũng sẽ giúp tránh các thời điểm xung khắc với tuổi của gia chủ cũng như là tuổi những người đã khuất. Những ngày tốt sẽ mang lại cái sự hài hòa và sự thuận lợi, tránh được những cái điều không may mắn hoặc là tác động tiêu cực đến gia đình. Bên cạnh đó, nó còn mang lại cái sự an tâm và cái phúc đức cho gia đình nữa. Khi mà chọn đúng cái ngày tốt và tuân thủ cái nghi lễ, gia đình sẽ cảm thấy an tâm về cái việc tôn kính với tổ tiên, đồng thời cũng tin rằng cái điều này sẽ mang lại may mắn và bình an cho cả dòng họ. Người ta tin rằng linh hồn tổ tiên hài lòng và phù hộ cho con cháu sau cái nghi thức bốc mộ sẽ được thực hiện một cách chu đáo và đúng ngày tốt. Thưa quý vị, nói chung là cái bốc mộ cuối năm nó không chỉ là một cái nghi thức tâm linh đơn thuần mà nó còn là cái cách để con cháu thể hiện cái tấm lòng thành kính và cái trách nhiệm với tổ tiên. Chọn được ngày tốt để bốc mộ, đặc biệt là trong cái tháng 10 âm lịch này, cũng sẽ giúp đảm bảo cái sự hài hòa về cái phong tục, tránh được các yếu tố xung khắc mang lại cái phúc lộc cho cả gia đình. Đây là một cái phần không thể thiếu trong cái tín ngưỡng văn hóa truyền thống của người Việt. Nó thể hiện sâu sắc cái sự gắn kết và tôn trọng giữa thế hệ hiện tại và những người đã khuất. Thưa quý vị, chúng ta biết cái tháng 10 âm lịch thì nó là tháng Ất Hợi, là tháng đủ, có 30 ngày, đúng không ạ? Nó khởi từ ngày mùng 1 tháng 11 dương lịch và kết thúc vào ngày 30 tháng 11 dương lịch. Trong cái tháng 10 âm lịch chúng ta sẽ có 3 tiết khí nhé. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 nó là tiết Sương Giáng, đúng không ạ? Và từ ngày mùng 7 trở đi đến ngày 20 thì nó là tiết gì? Tiết Lập Đông. Và cái ngày 22 tháng 11 trở đi thì nó từ ngày 22 tháng 10 trở đi ấy, thì nó sẽ là tiết gì? Tiết Tiểu Tuyết. Bao giờ cũng vậy, để chọn được ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Và để chọn ra những ngày lành tháng tốt cho công việc bốc mộ thì Tử Thông sẽ sử dụng quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho quý vị những cái ngày lành tháng tốt giúp cho việc bốc mộ sang cát nó được thuận lợi hanh thông. Quý vị hãy tham khảo quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ông thầy nào, mình có thể tự tin làm được.
Và trong quyển sách này tốt còn thưa quý vị, mở trang 189, nó có 29 tiêu chí để chọn ra một ngày tốt bốc mộ. Thì trước tiên để chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Những ngày xấu cần tránh trong việc bốc mộ thì bao gồm những ngày sau. Ngày đầu tiên thì đó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong cái tháng 10 âm lịch này này thì nó gồm có hai ngày, đó là ngày ngày Dậu và ngày Thìn, đúng không ạ? Ngày Dậu thì chúng ta sẽ có 3 ngày, mùng 5 Quý Dậu, 17 là ngày Ất Dậu và ngày 29 thì nó là ngày Đinh Dậu. Tiếp theo thứ hai ngày Thìn. Ngày Thìn chúng ta sẽ có ngày 12 là ngày Canh Thìn, đúng không ạ? Nó là ngày sát chủ. Và ngày 24 thì nó là ngày Nhâm Thìn, nó cũng là ngày sát chủ. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải chọn cho cái việc sát chủ, ngày sát chủ ấy, thì đó chính là ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa thì nó sẽ là những ngày Mão nhé. Ngày Mão thì chúng ta sẽ có những ngày, ngày 11 là ngày Kỷ Mão này, và ngày 23 là ngày Tân Mão. Tiếp đến một ngày nữa là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Ngày Thiên Địa Chuyển Sát thì nó là ngày Nhâm Tý và ngày Bính Tý. Ngày Nhâm Tý và ngày Bính Tý thì ngày mùng 8 Bính Tý chúng ta không dùng nhé, nó phạm vào Thiên Địa Chuyển Sát. Tiếp đến một cái ngày nữa mà quý vị cũng cần phải quan tâm, đó chính là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử thì nó là những ngày Thân, bao gồm ngày mùng 4 là ngày Nhâm Thân này, ngày mùng 4, 16 là ngày Giáp Thân và ngày 28 là ngày Bính Thân. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng kiêng cho cái việc bốc mộ sang cát, đó chính là ngày Dương Công Kỵ. Dương Công Kỵ nó rơi vào ngày 23 thì nó là ngày Tân Mão nhé. Tiếp theo là ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương chúng ta sẽ có 6 ngày, mùng 3 là Tân Mùi, mùng 7 là Ất Hợi, ngày 13 là ngày Tân Tỵ, ngày 18 là ngày Bính Tuất, ngày 22 nó là ngày Canh Dần và cuối cùng là ngày 27 là ngày Ất Mùi. Đó. Tiếp đến ngày số thứ 7 là ngày Nguyệt Kỵ. Các cụ nói là gì? Mùng 5, 14, 23 đi chơi còn lỗ, uống chi là đi buôn. Cái ngày Nguyệt Kỵ nó gồm có 3 ngày là mùng 5, 14, 23. Ngày mùng 5 là ngày Quý Dậu này, 14 là ngày Nhâm Ngọ và ngày 23 thì nó là ngày Tân Mão nhé. Tiếp đến một ngày nữa là ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá là ngày Tỵ, bao gồm ngày mùng 1 là ngày Kỷ Tỵ này, mùng 1, 13 là ngày Tân Tỵ và ngày 25 là ngày Quý Tỵ. Đó. Thì bên cạnh đó có một số cái ngày xấu mà quý vị cũng cần phải lưu ý. Trong những ngày này nếu mà có nhiều cái cắt tinh thì quý vị vẫn chọn được nhé, còn không thì thôi không nên dùng. Bao gồm những ngày sau này, ngày Nguyệt Kiến thì nó là ngày Hợi. Vẫn là ngày Hợi, chúng ta có ngày mùng 7 Hợi này, mùng 7 này, 19 này. Đó. Tiếp đến là ngày Trực Bình, nó là những ngày Dần. Ngày Dần thì chúng ta sẽ có những ngày sau này, mùng 10 Mậu Dần này và ngày 22 là ngày Canh Dần. Tiếp theo ngày Trực Thâu nó là ngày Thân. Ngày Thân thì trong tháng này nó bị phạm ngày Tự Tử, chúng ta không dùng nhé. Tiếp đến là ngày Kiếp Sát thì nó là Thân. Kiếp Sát ngày Thân là mùng 4 này, 16 này và ngày 28. Tai Sát thì nó ở ngày Dậu. Tai Sát này, ngày mùng 5 này, ngày 17 này và ngày 29. Và ngày Nguyệt Sát thì nó là ngày Tuất. Nguyệt Sát thì nó rơi vào ngày mùng 6 này, ngày 18 và ngày 30. Đó. Tiếp đến một cái ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý, đó là ngày Nguyệt Hình. Nguyệt Hình thì nó là những ngày Hợi. Ngày Hợi chúng ta có ngày mùng 7 này, mùng 7, 19 là Đinh Hợi và ngày mùng 7 là 19 là Đinh Hợi nhé. Tiếp theo ngày Nguyệt Hại thì là ngày Thân, Thân Hợi Lục Hại đúng không ạ? Ngày Thân thì phạm ngày Tự Tử rồi, chúng ta không xét nữa. Ngày Nguyệt Yểm nó là ngày Sửu. Ngày Sửu thì chúng ta sẽ có những ngày mùng 9 Đinh Sửu này, mùng 9, 21 là Kỷ Sửu. Tiếp đến một ngày nữa là ngày Tứ Phế. Ngày Tứ Phế là ngày Nhâm Dần. Ngày Nhâm Dần. Nhâm Dần thì chúng ta có ngày Dần Mậu này, Canh Nhâm, 9 Nhâm Dần đúng không ạ? 10 này, 22 không có ngày Nhâm Dần. Tiếp đến ngày Ngũ Mộ. Ngày Ngũ Mộ thì nó là ngày Thìn. Đã, ngày Nhâm Thìn. Nhâm Thìn thì phạm ngày sát chủ rồi. Ngày phục là những ngày Nhâm, ngày Nhâm chúng ta không dùng, ngày Nhâm chúng ta có ngày mùng 4 này, ngày 14 này và ngày 24 thì đều là những ngày xấu cả. Một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kỵ nhé, đó là ngày Hợi, ngày và ngày Tỵ thì là ngày trùng tang, ngày trùng ấy. Ngày trùng ngày Tỵ thì chúng ta bỏ rồi nhé, còn ngày Hợi thì chúng ta sẽ có những ngày này, mùng 7 Ất Hợi này, 19 là ngày Đinh Hợi này. Đấy, thì ngày trùng tang chúng ta không dùng. Đó là những cái ngày xấu mà quý vị cần phải kiêng kỵ trong cái việc bốc mộ sang cát. Sau khi đã loại bỏ được những ngày xấu rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho mình những cái ngày lành tháng tốt quý vị nhé. Và quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai quý vị nhé. Thưa quý vị, cái ngày tốt đầu tiên cho cái việc bốc mộ ấy, thì đó chính là ngày Thiên Nguyện. Ngày Thiên Nguyện là những ngày Nhâm Dần, nhưng trong tháng này Mậu Canh không có ngày Nhâm Dần. Thứ hai là ngày Thiên Ức Hợp là những ngày Canh. Ngày Canh thì chúng ta có ngày mùng 2 Canh Ngọ này. Như vậy những ngày Canh Ngọ vẫn là ngày tốt đầu tiên này. Ngày 12 là ngày Canh Thìn và ngày 22 là ngày Canh Dần, đúng không ạ? Tiếp đến ngày Nguyệt Đức là những ngày Giáp. Ngày Giáp thì chúng ta có ngày mùng 6 là Giáp Tuất này.
16 là Giáp Thân và ngày 26 là Giáp Ngọ, như vậy những ngày Giáp Ngọ sẽ là ngày tốt thứ hai. Tiếp theo một ngày nữa đó là ngày Nguyệt Đức Hợp, là những ngày Kỷ. Ngày Kỷ thì chúng ta sẽ có ngày mùng 1 Kỷ Tỵ, 11 là Kỷ Mão và ngày 21 là Kỷ Sửu, như vậy ngày Kỷ Sửu quý vị cũng cần lưu ý nhé. Tiếp theo một ngày cực tốt cho cái việc bốc mộ đó chính là ngày Minh Phệ Đối. Tiếp theo là ngày Thiên Xá. Ngày Thiên Xá là ngày Giáp Tý. Ngày Giáp Tý thì trong tháng này có, chúng ta có Bính Mậu Canh không Giáp Tý. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị có thể chọn được đó là ngày Nguyệt Đức, ngày Lục Hợp. Ngày Lục Hợp là những ngày dần. Ngày dần là chúng ta sẽ có ngày, ngày sau này, ngày mùng 10 là ngày Mậu Dần này, ngày 22 là ngày Canh Dần, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta thấy này, còn cái ngày mùng 10 là chúng ta có thể dùng được này. Ngày mùng 6 là rất tốt này, đó là ngày tốt thứ 3 này. Ngày mùng 10 nó là ngày tốt thứ 4 này. Và ngày Kỷ Sửu ngày 21 là ngày tốt thứ 5 này. Đây là 5 ngày mà quý vị có thể dùng được nhé, tại vì nó có cắt nhiều cắt tinh. Đó. Tiếp theo một ngày nữa mà quý vị có thể chọn đó chính là ngày Minh Phệ Đối. Ngày Minh Phệ Đối là cái ngày chuyên dùng cho cái việc bốc mộ sang cát, cho dùng phần âm, đâm ra là nó cũng sẽ rất là tốt cho việc này. Nó bao gồm các ngày sau là ngày Bính Dần, ngày Đinh Mão, ngày Bính Tý, ngày Tân Mão, đúng không ạ? Bính Dần, Bính Tý thì không dùng được này. Phạm này. Ngày Bính Dần, Mậu Canh Nhâm không Bính, đúng không ạ? Mà Đinh Mão thì cũng không có Đinh Mão. Ngày Giáp Ngọ, Giáp Ngọ là ngày 26 nhé, chúng ta dùng được nhé, chọn rồi nhé. Ngày Giáp Ngọ này. Ngày Canh Tý không có này, ngày Quý Mão. Ngày Mão thì chúng ta có Kỷ Tân không có Quý Mão. Ngày Nhâm Tý thì không có rồi, ngày Giáp Dần, ngày Ất Mão. Giáp Dần, Ất Mão cũng không có. Đó. Như vậy là trong cái tháng 10 âm lịch ấy, chúng ta sẽ có đâu đó là 5 ngày tốt để tiến hành công việc bốc mộ sang cát. Bốc mộ sang cát để cho mọi việc nó được thuận buồm xuôi gió, đúng không ạ? Và trong tháng 10 âm lịch thì chúng ta sẽ có 5 ngày tốt để bốc mộ sang cát, đó là những ngày sau. 1 là ngày mùng 2 là ngày Canh Ngọ. 2 là ngày mùng 6 Giáp Tuất. 3 là ngày mùng 4, ngày mùng 10 ngày Mậu Dần. 4 là ngày 21 là ngày Kỷ Sửu. Và 5 là ngày 26 là ngày Giáp Ngọ. Thì quý vị có thể cân đối thêm một ngày nữa là ngày Quý Mùi này. Ngày Quý Mùi tiểu thông đấy, nếu mà quý vị mà hợp tuổi hợp mệnh thì có thể làm được nhá, nó không phạm vào cái lỗi gì cả. Đó. Đó là những cái ngày mà chúng ta có thể tiến hành công việc bốc mộ sang cát trong tháng 10 âm lịch. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cho quý vị cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra những ngày lành tháng tốt tiến hành công việc bốc mộ sang cát trong cái tháng 10 âm lịch năm 2024. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.